Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có đặt một món hàng trên Shopee. Thì món hàng này là cái gimbal, giá của nó là 1.260.000, thì tính cho 1.270.000 đi. Đó. Thì cái gimbal này mình cũng đã nghiên cứu trên YouTube rồi, nó rất là nhỏ gọn. Thì mình đã nhận nó từ hôm Tết, nhưng mà do Tết đó thì mình không có làm. Thì hôm nay mình sẽ review luôn cho các bạn xem. Thì các bạn biết rồi đó, thì điện thoại thì chúng ta cầm tay thì nó thường hay lắc, cho nên phải cần có gimbal để chống rung để cho nó bớt lắc. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp luôn để review cái sản phẩm này. Thì mình cũng đã xem trên mạng rồi, nó rất là nhỏ gọn. Thì hôm nay không biết như thế nào, để mình mở ra xem. Đây là cái hộp. Hộp này gói khá kỹ nha các bạn. Mình đã mua cái này hôm trước Tết, nhưng mà do Tết thì mình không có mở ra được. Thì hôm nay mình sẽ mở ra luôn. Đây là đóng gói rất kỹ nha, đây là nguyên size luôn nha. Đó. Thì gimbal này của hãng là Fujitec nha các bạn. Đây là cái hãng rất nổi tiếng nha, và sản xuất ra gimbal rất là nhiều, và cũng là cái hãng này là mình nghĩ là nó rất là bền, cho nên mình chọn cái hãng này mình mua luôn. Đó. Là có nguyên size luôn nha. Đây là cái hộp của nó nè. Đây là có hai màu nha, một màu cam và một màu đen, mình lấy màu đen. Đây là hình ở phía trước của nó nè, Fujitec Vlog Rocket nha. Rồi bây giờ mình mở hộp luôn. Đó, thì đây là sách hướng dẫn nè. Đi. Này mình chả biết cái gì nữa. Đó thì đây là có 3 phần nha. Coi đây. Nhất là cái túi nè. Đây. Túi rất là nhỏ nha mọi người. Đó, cái bàn tay của tôi à. Đây, Fujitec. Rồi. Hai là cái chân đế dùng để đấy. Rồi. Và đây là dây sạc nha, cáp sạc luôn. Thôi quay luôn đi. Rồi phần chính nè.
Đây. Nó khá là nhỏ nha các bạn, cỡ bàn tay của tôi thôi. Đó. Thì cái này rất là nhỏ gọn nha. Rồi bây giờ mở ra. Đây khóa nè. Rồi dặn nó ra là ra. Đấy, đéo lên. Đấy. Đấy, nói gì đây? Rất là nhỏ gọn nha. Cái này mình bỏ túi được nha mọi người. Về cái con gimbal này thì nó rất là ít cái nút, nó chỉ có 3 cái nút thôi. Đó là hai cái nút ở phía trước này. Đó thì nút này trên là nút nguồn và nút dưới là nút quay phim chụp ảnh. Vậy nút quay phim chụp ảnh thì các bạn phải tải cái app về để nó kết nối với cái gimbal thì chúng ta mới sử dụng được. Còn không thì chúng ta chỉ sử dụng cho việc chống rung thôi. Rồi ở phía sau sẽ có cái nút nữa đây đó. Còn chức năng như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu, tới mình không có hiểu rành lắm. Rồi ba cái nút này ra, nó còn có một số cặn khóa đây nữa nè. Đó thì cặn khóa này chúng ta khóa lại đây, chúng ta khóa lại để khi mà gấp á nó không bị rụt rịch các bạn. Khóa lại chắc thì khi gấp vô nó không bị rụt rịch đó. Đó như vậy. Rất là nhỏ gọn nha. Cái tay cầm của con này thì nó hơi ngắn ha. Khi mà dành cho những người mà có cái tay to cầm vô nó bị thiếu nè ha. Ha. Nó hơi khó chịu một chút. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái chân đế nè gắn vô. Đó, có chân đế gắn vô để cầm nó sẽ dễ hơn. Ngoài ra thì cũng có chân đế này, chúng ta đặt luôn chỗ này nó tiện đó. Ok, bây giờ tôi sẽ gắn điện thoại vô để cho nó cân bằng nó sao nha. Rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi điện thoại nó gắn cân bằng rồi, mình sẽ bấm nút nguồn nha. Đấy, đấy các bạn thấy chưa, bây giờ tôi sẽ test trên hai con máy nha. Một là con Samsung Galaxy Note 3 đó, thì con này nó không chống rung nha. Thứ hai cũng là con Samsung luôn, đó là con Samsung S7, thì con này thì nó có chống rung văn học nha các bạn. Đó, test thử để xem cái chất lượng của nó như thế nào, để chúng ta sẽ đánh giá chung luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử trước với con Samsung Note 3 nha các bạn.
Bên trái mình là mình cầm tay mình quay nha, còn bên phải mình là mình hỗ trợ gimbal nha các bạn. Thì con Samsung Note 3 này nó không có chống rung nha các bạn. Tiếp theo là con Samsung X7 nha các bạn. Bên trái mình cầm tay mình quay nha các bạn, còn bên phải là hỗ trợ gimbal nha các bạn. Thì con Samsung X7 này nó có chống rung quang học nha. Bạn thấy sao vậy con gimbal này? Bạn hãy cho mình ý kiến bằng cách là comment bên dưới nha. Thì mình sau khi sử dụng thì mình cũng thấy nó rất là nhỏ gọn, tiện lợi và dễ mang đi. Đối với những bạn mà làm vlog đó nha, thì mang đi bỏ túi, rồi mình có thể mình đem ra mình sử dụng luôn. Đấy. Thì mình cũng mua con này về mình cũng dự định là như thế. Rất nhỏ gọn, bỏ túi được, tiện lợi luôn, dễ sử dụng nữa. Đó.